chúng ta đi tiếp thêm một cái phần bài tập về gradient nữa. Thì đây là cái kết quả cuối cùng, thì bạn thấy rằng nó cho ra về phần màu sắc, rồi cô thêm những cái phần bầu trời sao cũng giống như là cái mặt trăng vào bên trong vị trí đây. Thì đối với dữ liệu thì cô cung cấp cho bạn cái thứ nhất là một cái nền background, thì đây là cái background gốc ở ban đầu. Và kế tiếp thì chúng ta có là một cái bầu trời, và bầu trời này chúng ta có là đầy sao luôn ha. Và một cái kế tiếp nữa là cái mặt trăng. Vậy thì dữ liệu cô đưa cho các bạn tất cả là 3 file. Một là chúng ta cứ nêu tập tin bằng theo kích thước của phần final, còn không thì trong bài này thì cô mượn trực tiếp vào trong cái file background để cô thực hiện. Và cô di chuyển background trực tiếp ra bên ngoài. Cái việc đầu tiên của mình bây giờ xử lý là chúng ta sẽ chỉnh sửa lại về cái phần màu cho nó. Thì bạn thấy rằng trên cái phần màu ở đây, cái điểm nhấn cụ thể chúng ta có là một cái màu xanh tím và chúng ta có một cái màu cam. Vậy thì một là chúng ta sẽ dùng công cụ hút màu để chúng ta lấy được hai cái phần màu cơ bản mà mình cần. Còn nếu không thì chúng ta sẽ vào trong công cụ gradient, tại vì chúng ta thấy rằng nó là chuyển sắc hai màu thì bắt buộc mình dùng công cụ gradient. Và trong cái thư viện nhanh của nó thì chúng ta xem, ví dụ ở đây cô có cái màu tím với màu cam nè, được không bạn? Thì chúng ta lấy cụ thể vào bên trong đây luôn và chúng ta không cần phải hút màu. Tại vì các bạn luôn nhớ giùm cô một điều là đối với những cái phần màu sắc đã hòa trộn hoặc là đã bị giảm opacity thì chắc chắn một điều cái màu nó là không có giống như màu gốc ban đầu nữa. Và bây giờ cô chỉ việc là cô chọn cái phần màu mình cần. Thì sau khi chúng ta chọn màu xong, chúng ta phải xét tính cái chuyện là bây giờ mình sẽ chọn cái kiểu tô chuyển sắc ra là kiểu nào. Thì bây giờ theo bài này thì chúng ta sẽ tô chuyển sắc từ màu xanh sang màu cam ở đây là chuyển sắc theo dạng thẳng. Và cô vẫn chọn cho nó là dạng liner. Quay trở lại cái file bài tập của chúng ta, thì để chúng ta có thể tô màu chuyển sắc ra thì việc đầu tiên mình sẽ phải new một layer mới, đó là create a new layer. Để chúng ta tô chuyển sắc và kéo cho nó thì cái việc chúng ta kéo để đảm bảo rằng thẳng hàng thì chúng ta sẽ phải nhấn thêm phím shift khi chúng ta ráp màu. Vậy thì chúng ta sẽ ráp như thế nào trên đây? Thì bạn thấy rằng cái màu tím của mình nó đụng ở phía cạnh trên của tập tin và màu cam đụng ở khúc dưới của tập tin. Vì vậy điểm đích đầu tiên của mình cô sẽ bắt đầu từ ở phía trên đây. Được chưa bạn? Và cái điểm đích đầu tiên của mình tương ứng với ô màu ở vị trí bên trái, thông thường gọi là màu foreground. Và cái vị trí chúng ta nhả ra là vị trí cuối cùng, gọi là màu của background. Vậy thì bắt đầu từ trên đây, cô nhấn shift, cô ráp một đường thẳng tới vị trí cuối cùng ở đây. Thì bạn thấy rằng nó sẽ chuyển sắc cho mình là từ tím sang màu cam. Nhưng bạn có cảm giác rằng cái tím của mình hơi yếu không? Đúng chưa? Rồi cứ tạm thời cô để như vậy và cô sẽ chọn lựa cho nó một cái chế độ hòa trộn. Và trong cái cụm chế độ hòa trộn của mình thì chúng ta sẽ có khá nhiều hòa trộn, nhưng mình phân chia theo từng cụm. Đây là chế độ hòa trộn làm cho tối màu, làm sẫm màu lại. Và đặc biệt những chỗ nào là màu trắng thì sẽ bị mất đi. Còn trong cái nhóm hòa trộn làm sáng thì những chỗ nào màu tối sẽ bị mất đi. Để tăng cường cái độ rực màu giống như cái file bên đây thì cô sẽ không làm trong cái nhóm làm sáng hoặc làm tối. Cô sẽ chọn một trong hai hòa trộn là overlay hoặc soft light để tăng cường cái độ rực màu cho nó lên. Và thông thường soft light nó sẽ mạnh hơn, overlay sẽ mạnh hơn so với soft light. Và bây giờ cô chọn overlay thì chúng ta có rằng đây là kết quả của mình. Được không bạn? Bạn thấy rằng cái chi tiết đã khác hẳn hoàn toàn so với lại ban đầu. Nhưng mà nếu mà tính đến chuyện mà giống như cái phần bài bên đây của cô thì cái sắc màu mình nó chưa có giống lắm. Tại sao? Tại vì ở đây chúng ta tím nó hơi bị yếu. Vì vậy hồi nãy thay vì cô bắt đầu từ trên đây cô mới kéo tím, thì cái tím này sẽ lan dần tới cái cam, cam mình nó hơi nhiều. Vì vậy ở đây cô không bắt đầu từ đây mà cô bắt đầu từ khoảng đâu đây để đảm bảo rằng cái khúc còn lại trên đây là hoàn toàn là màu tím. Vì vậy từ trực tiếp layer này cô không cần undo lại, vẫn để chế độ hòa trộn overlay. Và bắt đầu từ đây cô ráp mau, cô kéo đi xuống để cô được cái màu tím nó nhiều hơn không bà. Thì bạn thấy là cái phong cảnh mình đã có thay đổi. Và tiếp theo bây giờ để chúng ta có thể gắn được cái bầu trời sao vào bên trong đây thì cô mượn cái bầu trời sao chút xíu. Thì đối với bầu trời sao này bạn có thể vào trong Google bạn tìm bất cứ một bầu trời sao nào mà mình muốn. Nhưng cái vấn đề bây giờ là bầu trời sao này của mình nó hơi bị gọi là noise. Đúng không bạn? Nó hơi bị nhiễu hạt bởi những cái lấm tấm này nè. Cái xử lý bây giờ của cô là cô làm sao để cô giảm bớt cái màu noise, cô tăng cường cái sắc sáng và làm cái màu đen này nó rõ hẳn lên. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng menu Image Adjustment và cụ thể cô dùng cái phần là Level, là chỉnh sáng tối. Thì trong cái phần Level này nếu cô kéo qua bên đây làm cho cái sắc mình nó tối lại thì cũng nhằm mục đích là giảm hẳn bớt tất cả những cái phần noise. Nhưng nếu cô kéo quá thì thành ra những điểm sáng trắng này bị mất đi. Chúng ta kéo vừa phải cho nó
để vừa tăng cường cái màu đen của cái nền và giảm bớt mớt mớt cái những phần nôi trên đây là chúng ta ngưng lại, chúng ta không cần giảm nhiều quá. Và ok, đến đây thì cô chỉ việc di chuyển cái bầu trời sao này sang đây. Nhưng đến đây xong mà bạn nào thấy cái ngôi sao bầu trời sao, cô chỉ cho bạn bao nhiêu này thôi. Nhưng nếu bạn nào nhấn Ctrl T với chức năng là Free Transform và bạn kéo giãn nó ra như thế này thì bạn thấy rằng cái hình mình nó bị sai. Cô nhấn Escape, cô thoát nó ra. Và đến vị trí đây, cô sẽ sử dụng Ctrl T Free Transform và để mau ngay vị trí gốc. Kết hợp phím Shift để co giãn hai cạnh ngay vị trí gốc ráp mau. Cô chỉ cần, tại vì cái bầu trời sao mình chỉ cần khoảng trên đây thôi, không cần dưới này, cho nên cô kéo vừa phải, cô không cần kéo hết bằng tập tin. Và đến đây cô không kéo giãn ra mà cô sẽ sử dụng cách bằng cách là cô nhân lên thêm một cách, một lớp nữa. Cô nhấn giữ Alternate, đồng thời chúng ta ráp mau để cô thêm cái bầu trời sao của mình ra. Để cho bạn. Nhưng mà ở đây chúng ta có tới hai lớp nè, đúng không? Và để đảm bảo cái việc quản lý bầu trời của mình nó dễ dàng thì cô chọn hết cả hai lớp này, chúng ta sẽ gộp hai layer thành một layer. Và khi cô chọn cả hai layer xong, vào trong menu con, chúng ta sẽ có một cái lệnh gọi là lệnh merge layer. Thì với lệnh merge layer này nó sẽ gộp các layer mình đang chọn lại thành một cái layer. Và với cách gộp này thì chúng ta không có cách nó bung trở lại. Vậy thì cô cứ một layer chúng ta ra được bầu trời sao. Nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta thấy được chỉ còn những cái đốm trắng và mất hẳn cái màu đen? Nếu bạn nào mà ngồi dùng tất cả những công cụ vùng chọn cũng như cục gom, chúng ta xóa chắc chắn một điều mình xóa không có sạch. Vì vậy để chúng ta có thể loại bỏ tất cả những màu đen một cách nhanh chóng nhất thì cô lại mượn vào trong chế độ hòa trộn màu. Thì trong cái hòa trộn màu ở đây thì cô đã từng nhắc với cái nhóm hòa trộn green là làm sáng. Và đặc biệt những chỗ nào là màu tối, màu đen sẽ tự động nó mất đi. Vậy thì bên trong đây đối với phần ngồi bầu trời sao này của mình chỉ có hai màu rõ ràng là trắng, đen. Cho nên khi cô hòa trộn là green thì những chỗ nào màu sáng, màu trắng giữ lại, chỗ nào màu tối, màu đen tự động mất đi và đây là kết quả của mình. Được chưa bạn? Nhưng mà nếu chúng ta gắn lên đây không là ok, nhưng mà nếu để cho thật hơn, tại vì cái bầu trời của mình mà sao của mình mà nó nằm đè lên trên những cái tháp này thì lại là không có thật. Cho nên đến đây chúng ta sẽ dùng công cụ vùng chọn gọi là Bolino Lasso. Thì với vùng chọn tự do này chúng ta sẽ khoanh ở những vị trí cái tòa nhà hoặc là những cái chỗ nào mà cái tháp mà chúng ta thấy rằng ngôi sao nó đang bị đè lên á, thì chúng ta sẽ xóa sạch sẽ đi lúc đó để tạo cảm giác nó thật hơn. Và không cần chính xác, cô cứ chọn đại khái như thế này, không cần chính xác nha. Thì cô không muốn nó đụng đến cái chỗ tòa nhà ở đây, cô chọn cái chớp đây. Rồi cái cầu này. Cái này chúng ta chọn đại khái, không cần phải chọn tỉ mỉ cho nó. Cô chọn vừa theo cái phần cầu ở đây. Rồi cái dây. Và phần chi tiết, cô chọn khoảng này. Nói chung là cô chọn trong ở đây. Chúng ta tại sao cô chọn khoảng này thì bạn sẽ kiểm tra cách, nếu cô bỏ hòa trộn green thì cái bầu trời mình nó vẫn khoảng dưới này không bạn? Đúng chưa? Vậy thì cô chọn lại hòa trộn green ở vị trí đây cho nó. Và để nó không bị gắt giữa cái phần biên của cái vùng chọn và cái nền background bên ngoài thì đến đây chúng ta sẽ cho feeder vào trong vùng chọn chúng ta chọn để làm mềm cái phần biên lại. Và để cho feeder vào vùng chọn của mình thì cô vào trong Select Modify và cô gắn feeder Shift F6 ngay tại vị trí đây. Thì đối với feeder này thì chúng ta không cần thiết phải cho nó cao, cô cho nó khoảng bằng 5. Và bây giờ cô ok, nhấn phím Delete đi để nó xóa cái nội dung trong đây. Thì bạn thấy rằng bây giờ tất cả những cái vị trí bên trong cái phần tòa tháp hoặc là cái cầu tàu, cái cầu này của mình thì chúng ta thấy là nó không còn cái phần bầu trời bị dính lên nữa. Thì nó sẽ thật hơn là nếu chúng ta để những ngôi sao này nằm đè lên cái phần chi tiết của chúng ta. Và cái cuối cùng bên trong đây cô có đó là về cái phần là cái mặt trăng. Thì đối với mặt trăng này thì chúng ta sẽ dùng mọi cách để chúng ta bỏ cái nền đen ra bên ngoài. Nếu bạn nào ứng dụng lại cách cũ hồi nãy là chúng ta dùng chế độ hòa trộn để bỏ cái nền đen thì bạn sẽ vướng một cái đó là những cái đốm đen đen trên cái mặt trăng của mình. Vì vậy trong cái phần bài này cô sẽ dùng công cụ vùng chọn Elliptical Mặt Quy để cô tách ra riêng hẳn cái vùng chọn hình tròn cho cái quả bỏ đất của mình, mặt trăng của mình. Và bây giờ cô ráp mau, nhấn Shift, cô ráp mau, cô kéo. Rồi chúng ta di chuyển.
Và với cái vùng chọn chưa chính xác thì lít phải lên đây cô sẽ chọn cho nó là Transform Selection. Nhấn Shift để chúng ta co giãn hoặc là chúng ta sẽ ráp mau kéo tự do. Miễn làm sao cho cái vùng chọn này của mình nó ôm sát đúng cái phần chi tiết mà mình cần. Và đến đây cô chỉ việc nhấn Enter. Di chuyển trực tiếp cái mặt trăng sang cái vị trí bên này. Cô đóng tắt tất cả những chi tiết này lại. Và đối với mặt trăng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đặt vào trong cái vị trí theo bài mẫu ở bên trên. Cô xoay đôi chút. Nhưng mà bạn thấy rằng với cái phần mặt trăng thì cô làm ở bên trên là làm sao cho nó gần như là ẩn xuống cái phần nền. Thì một lần nữa nó vẫn phải mất những cái vùng đen ở đây, thì chúng ta vẫn kết hợp chế độ hòa trộn, đó là hòa trộn green, để chúng ta làm mất những cái phần chi tiết này đi. Nhưng mà đến đây xong nó chỉ mất những nền đen thôi, còn vùng trắng nó vẫn còn, thì cô sẽ giảm nhẹ cái phần opacity xuống. Nhưng mà khi chúng ta giảm xong, bạn thấy rằng với mặt trăng này nó gần như là nó che khuất những cây cờ ở đây. Thì bây giờ cô kết hợp thêm một cái nữa là cô dùng công cụ vùng chọn ellipse. Cô khoanh một phần chi tiết, tại vì theo phần bài này là chúng ta mất hẳn một phần chi tiết đi. Thì cô khoanh vùng xong và cô sẽ cho feeder cao vào trong cái vùng chọn này. Cô cho feeder khoảng bằng 50. Và sau đó cô nhấn phím delete trên bàn phím vài lần để chúng ta xóa bớt cái phần chi tiết. Có thể bạn sẽ nhấn cho cô là feeder nó cao hơn nữa, kết hợp với phần opacity và phần fill để cô giảm bớt cái phần chi tiết nó lại. Thì cái này là do bạn kết hợp thêm, bạn xóa nhiều hay ít để cho cái phần mặt trăng của mình nó còn lại nhiều ít là do chúng ta ở vị trí đây. Thì trong bài này thì kết hợp với phần là gradient thì chúng ta có thêm cái phần hòa trộn để chúng ta lấp ghép cái phần phong cảnh. Bạn có thể bạn chọn bất cứ một cái phong cảnh nào mà mình thích để mình có thể mình lấp ghép cho cái phần bài này.